Sau khi vắng bóng trong hành trình đưa tin hẹn hò của cặp đôi vào năm ngoái, Dispatch đã tung bằng chứng hẹn hò của cặp đôi Hyun Bin và Song Ye Jin vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trước đó, dù đã vướng nhiều nghi án hẹn hò, cặp đôi từng nhiều lần phủ nhận. Theo Dispatch, cặp đôi hạ cánh nơi Anh đã chính thức hẹn hò được 8 tháng. Năm 2018, Hyun Bin và Song Ye Jin đã cùng nhau tham gia bộ phim Cuộc đàm phán sinh tử và tin đồn tình cảm cũng bắt đầu nổi lên từ đó. Song cả hai diễn viên đều bác bỏ tin đồn và khẳng định chỉ là bạn. Vào tháng 1 năm 2019, tin đồn hẹn hò lại tiếp tục dấy lên kèm theo một bức hình cả hai ngôi sao đang cùng nhau đi siêu thị mua sắm tại Mỹ. Dù cặp đôi tiếp tục phủ nhận và cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, người hâm mộ và truyền thông vẫn luôn đặt nghi vấn về tin đồn này. Tháng 1 năm 2020, một phóng viên mảng giải trí của Hàn Quốc nhấn mạnh tin đồn hẹn hò là thật, nhưng cặp đôi vẫn khẳng định họ chỉ là bạn. Song trang Dispatch đã chụp được hình ảnh hai diễn viên đi tập thể dục và đến trung tâm đánh golf cùng nhau. Họ thường cùng nhau chơi golf mỗi khi có cơ hội ở một sân golf ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Nhiều người thân quen của cả hai diễn viên cũng lên tiếng về mối quan hệ này.